xâm hàng nhiệt độ để xin chào các bác. Đợt này thì mới đầu tháng 7 thôi, thời tiết còn đang rất là nắng nóng, nhưng mà em thì đã hết mất hàng điều hòa một cục mà một chiều rồi, còn chỉ còn hai chiếc thôi. Hiện tại còn khá là nhiều máy hai chiều, cho nên em cũng giảm giá và bán để thu hồi vốn cho các bác. Ở đây thì em báo giá luôn là trước là 4,5 triệu, bây giờ em xuống giá bán 4,2 triệu để thu hồi vốn các bác nhé. Giá 4,2 triệu đi kèm một chiếc điều khiển đa năng. Đấy. Bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ. Đây là một con máy 2 chiều, công suất 8.000 BTU. Đấy, 2 chiều 8.000 BTU các bác nhé. 2 chiều nóng lạnh nữa. Có cả hút ẩm, quạt gió, làm mát, sưởi ấm và mùa đông. Đấy, sưởi ấm bọn này dùng hoàn toàn bằng ga lốc luôn, chứ không phải dây máy xo nhiệt đâu ạ. Con này 8.000 BTU chạy rất là khỏe. Đấy. Bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ. Ở cái dòng Corona này thì có cả cổng ion cũng nhá. Ion thì có tác dụng là khử khuẩn, diệt khuẩn. Đấy. Cổng ion luôn. Bọn này thì nó không có hệ thống tự tiêu nước đâu ạ. Đấy. Ở đây các cái máy khác là có hệ thống tự tiêu nước. Nhưng mà riêng bọn này thì không có hệ thống tự tiêu nước, mà các bác phải dùng ống để làm cho nó thoát nước ở đây. Đây là có cái lỗ bịt vào. Em sẽ cắt ra và đút cái rút cao su ở đây, nút ống ở đây, hoặc là đút ở dưới đế nó có một cái lỗ. Tình trạng máy thì hình thức như clip. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ. Giá là 4,2 triệu nhé, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Còn đổi nguồn Liwa đây, 1.500W em bán là 4,5 triệu giá nhập buôn. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Còn em để số 2. Tăng giảm nhiệt độ, các chức năng trên này, chuyển các chế độ nóng lạnh ở trên này được hết. Đấy, mùa đông thì các bác bật chế độ sưởi ấm rất là tiện. Giá cũng không chênh nhiều so với máy 1 chiều. Máy 2 chiều này thì 4,2 triệu, 1 chiều 3,6 triệu, chênh nhau có 600 thôi. Và thời điểm năm ngoái thì máy 1 chiều cũng lên đến 4,2 triệu. Nhưng năm nay thì hàng đã chẳng có để bán rồi thì cũng chẳng tăng giá làm gì nữa. Còn có máy 2 chiều, nếu các bác nào đầu tư thêm 600.000 mình dùng được cả 2 chiều 2 mùa luôn, rất là tiện. Các bạn xa mua thì đặt cọc trước 500 nhé, nhận hàng tính toán nốt. Chào các bạn.